Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Về ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim ngày Quý Mão, tức can sinh cho chi, có nghĩa là thủy sinh cho mộc và hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kim Bạch Kim, kỷ tuổi, đinh dậu, tân dậu, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày mão lục hợp với tuất, tam hợp với mùi và hợi thành mộc cục, xung với dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi tân dậu, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi thìn, nhâm ngọ, nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt bao gồm sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao lục hợp tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Câu Trận kỵ về an táng. Về các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên á, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang cảm thấy chán nản khi chính những người thân thiết của mình lại không hiểu được mình. Và ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn đang gặp ngày có ngũ hành Tý Mão tương hình. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý đang có những lúc chẳng muốn về nhà nữa nhé. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, bạn nên mở lòng mình hơn, bao dung và cảm thông hơn. Nếu mọi người không hiểu, bạn hãy cố gắng chia sẻ, giải thích. Chẳng ai lại ghét bỏ, từ chối cái lời gọi giúp đỡ từ người thân thiết, ruột thịt của mình cả bạn tuổi Tý nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tuổi Tý á, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài đỏ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tý, cái con đường tài lộc của bạn rất chi là rực rỡ, tiền bạc kiếm được một cách khá chi là dễ dàng khi mà với bạn tuổi Tý chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa, tự khắc có người giới thiệu cho bạn thêm cái việc làm thêm nữa nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tý á, cái việc xuất hành, cầu tài lộc đều được thắng lợi, mọi việc như ý, tài lộc được tăng tiến độ. Và tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, tình cảm rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, có nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, cần biết điểm dừng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, đừng tự đóng cửa trái tim. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu á, xem tử vi cho chúng ta thấy là
cái vận trình của bạn Tử Sửu trong ngày này. Bạn đang gặp được ngày có tỵ kim chống đỡ, cho nên công việc của bạn Tử Sửu tiến triển rất chi là tốt đẹp. Bạn mệnh không cần thiết phải căng thẳng quá mức mà cứ từ từ tiến hành những cái kế hoạch đã triển khai từ trước đó nhé. Ai cũng gặp những lúc khó khăn và với bạn Tử Sửu, bạn đừng có vội lùi bước. Khi thấy khó khăn, bạn cần phải kiên trì và nhẫn nại hơn nữa. Cái điều đó sẽ giúp cho bạn Tử Sửu tiến gần hơn đến cái mục tiêu của mình. Bỏ cuộc giữa chừng thì mãi mãi là người thất bại mà thôi bạn Tử Sửu nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn Tử Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với mộc. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn Tử Sửu lại không được tốt cho lắm. Con đường tình duyên của bạn gặp nhiều trắc trở. Cái điều này mang lại nỗi buồn cho bạn Tử Sửu ngày hôm nay. Và bạn Tử Sửu, bạn mãi mê làm việc, tới khi ngoảnh đầu nhìn lại thì những người theo đuổi mình đã sớm bỏ cuộc rồi đó bạn Tử Sửu nhá. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tình cảm chưa tới. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, quyết đoán, vững vàng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, cần biết nguyên nhân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, đừng đổ lỗi cho người khác. Được. Về đánh giá của bạn Tử Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có tam hội quý nhân trợ mệnh, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Dần càng được vượng sắc. Và bạn tuổi Dần, bạn mệnh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương dành riêng cho mình mà thôi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang có được vận chính quan hiệp sức, cho nên cái con đường công danh của bạn tuổi Dần thăng tiến một cách rõ ràng. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Dần có nhiều niềm vui và động lực để làm việc một cách rất chi là hiệu quả. Và bạn tuổi Dần, bạn chỉ cần cấp trên khen ngợi và khẳng định được cái năng lực của bạn là đủ để cho bạn dốc sức hơn nữa. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần, ngày này bạn mệnh cần phải nắm bắt cơ hội ngay, phải lựa chọn lúc đối thủ cạnh tranh chưa quá nhiều để chứng minh được thực lực của mình, khẳng định được cái vị trí của bản thân mình trong công việc là không thể thiếu được bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, vượng tình duyên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tìm được niềm vui. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, dễ có người thương. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, được cấp trên tin tưởng nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo dễ gặp họa tiểu nhân, vì thế mà công việc với bạn tuổi Mão không được suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó, trong ngày cũng có thiên quan xuất hiện, cái điều này làm cho bạn tuổi Mão đang có điềm báo có cái sự rủi ro đậm nét, nếu không cẩn thận sẽ không được đối bạn tuổi Mão nhé. Với bạn tuổi Mão, bạn mệnh nói gì, làm gì trong ngày hôm nay cũng phải suy xét kỹ càng, đừng có vội vàng mà đắc tội với kẻ tiểu nhân, bạn sẽ phải trả giá khá chi là đắt và bạn cần phải giữ tinh thần khiêm nhường, cầu thị, luôn lắng nghe ý kiến của mọi người nữa bạn tuổi Mão nhé.
Ngày này đối với bạn tuổi Mão, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đang có những cái dấu hiệu sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Bạn tuổi Mão dễ gặp vấn đề về gan, có thể là bạn thấy nóng ở trong người, dễ nổi mụn, nổi nhọt nữa đó bạn tuổi Mão nhé. Và tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, sức khỏe sa sút. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, cẩn thận tiểu nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, công việc kiếm thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, chưa đủ khéo léo. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, chú ý chăm sóc bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang có cái điềm báo, có cái sự kiếm sắc, dễ gặp những chuyện không được may mắn cho lắm nhá. Ngày này đối với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại. Cái điều này khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Thìn đang có cái sự bất thành, dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm đoạn. Cuộc sống gia đình căng thẳng và đầy rẫy những cái bất cập, cả hai đều trốn tránh, không dám đối diện với sự thật, cho nên vấn đề cứ mãi chẳng được giải quyết, cuối cùng như cái ung cái nhọt để lâu ngày càng trở nên nghiêm trọng với bạn đó bạn tuổi Thìn nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Thìn cần phải cẩn trọng hơn trong các quyết định lớn về tài chính. Và hôm nay với bạn đang có họa phá tài và bạn tuổi Thìn rất có thể sẽ bị kẻ gian lừa gạt, lấy mất những cái khoản tiền mà bạn vất vả mới có được đó bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tình cảm mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, nảy sinh bất đồng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, mất tiền hao của. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, trốn tránh vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, dễ bị lừa gạt đó. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang có được chính ấn ghé thăm, cho nên cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ đang rất chi là vượng phát. Và bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn để phát huy nội lực của mình. Bạn đừng có ngại thử sức với những cái lĩnh vực mới mẻ, không thành công cộng thêm kinh nghiệm với mình bạn tuổi Tỵ nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Và bạn tuổi Tỵ nếu biết tận dụng những cái thế mạnh của mình thì với bạn sẽ nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp với mình. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy chọn cái thời gian thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình với một nửa mà mình cảm thấy yêu thương, mến mộ nhé. Trong ngày này, đối với các cặp đôi thì bạn hãy tận hưởng cái khoảng trời thu lãng mạn bên nhau. Bạn có thể cảm thấy được tình yêu thăng hoa rực rỡ từ những cái sự quan tâm, chăm sóc nhỏ nhặt của đối phương dành cho mình nữa đó. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình cảm lãng mạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, thành công rực rỡ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, có cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, đường tình được khởi sắc nhá. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9,
Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có Mão Ngọ tương phá, cho nên cái con đường tình duyên của bạn tuổi Ngọ lại không được lý tưởng cho lắm. Những mâu thuẫn tiềm ẩn từ trước đó nay gặp thời cơ bùng phát khiến cho hai bạn đều cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có thiên ấn nhắc nhở bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc của mình. Bạn sẽ bớt phần rảnh rỗi mà đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn, giúp cho công việc của bạn tiến triển được tốt hơn. Ngày này, với bạn tuổi Ngọ, càng có nhiều ý tưởng thì bản mệnh càng dễ đạt được thành công hơn. Mục tiêu phía trước không thể bỏ qua được, dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa. Với bạn, bạn cần phải tự tin vào cái năng lực của bản thân mình hơn nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, tình cảm bất ổn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, sáng tạo nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, mục tiêu phía trước. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, năng lực tăng lên. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 8. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Mão Mùi bán hợp, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn hãy nhanh chóng đưa ra những cái quyết định chuyện tương lai cho mình. Tình yêu đủ chín thì đừng có để cho đối phương phải chờ đợi quá lâu nữa. Con đường tình duyên của bạn tuổi Mùi trong ngày này được khởi sắc, đào hoa trợ mệnh. Với bạn tuổi Mùi, đặc biệt là những bạn đang còn độc thân thì hãy mở lòng mình cho đối phương, cũng là cho mình thêm cơ hội. Bạn sẽ có thể cần đến dũng khí để bước tiếp sau những thất bại trong quá khứ nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái sự cứng đầu của bạn sẽ khiến cho bạn phải trả giá. Bài học nào cũng cần phải trả học phí. Nếu bạn không tỉnh táo thì tiền bạc học phí càng ngày càng lớn hơn. Tiền của, thời gian và công sức của bạn đều phải bỏ ra mới có được bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, đừng chần chừ do dự. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, không nghe lời khuyên. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, dễ chịu thất bại. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, hãy mạnh dạn tiến bước. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 9. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này, bạn đang có cái điềm báo gặp nhiều khó khăn trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, cảnh báo về những sai sót mà bạn tuổi Thân có thể gặp phải trong ngày. Mà nguyên nhân là do bản mệnh thiếu đi cái sự tập trung, lơ là với công việc của mình. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Thân, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kim mộc bất dung, và với bạn
Đừng có cố gắng gượng ép bản thân, nhất là khi trong cái chuyện tình cảm. Yêu ai thì nói với người đó, không yêu cũng chớ có dây dưa mà nên thẳng thắn đối mặt với chính tình cảm của mình và tủi thân nhé. Và trong ngày thứ ba này, đối với bạn tủi thân, những người đang còn độc thân thì nên lựa chọn người phù hợp với mình. Đừng có để cho những thứ phù phiếm khiến cho bạn lầm đường lạc lối, không nhìn thấy tình yêu đích thực ở nơi đâu mà lại đón nhận những thứ gọi là na ná tình yêu nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, công việc khó khăn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, tình cảm gượng ép. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, khó tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, thiếu tập trung làm việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, đang gặp khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương xung. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Dậu với người ấy lại lâm vào bế tắc. Và bạn tuổi Dậu, bạn đang thiếu đi cái sự tinh tế để nhận ra những biến động trong chuyện tình cảm của người ấy và không kịp xử lý những vấn đề bất ngờ nảy sinh nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần độ mệnh. Với bạn tuổi Dậu, bạn trải qua một ngày khá chi là bận rộn với việc kiếm tiền và bạn biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu, ưu thế nhất định so với những đối thủ khác nữa rồi nhé. Và trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải mạnh dạn hơn nữa để thực hiện những cái kế hoạch của mình một cách mạnh mẽ hơn. Đừng để cho những cái nỗi sợ hãi mơ hồ ngăn cản bạn đến gần hơn với thành công định sẵn từ trước đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tiền nhiều như nước. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tình cảm khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, đường tình trắc trở. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, kinh doanh phát tài. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, không thiếu tiền tiêu nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành lục hợp quý nhân dẫn đường chỉ lối, cho nên về cái con đường tình cảm của bạn tuổi Tuất được thăng hoa rực rỡ. Với bạn tuổi Tuất, bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui về tình duyên, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân thì hội lùa không có người yêu nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn có thể nhận được những lời tỏ tình dễ thương. Bạn hãy cân nhắc để lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Bạn hãy mở to mắt để nhìn rõ người đó có thực sự phù hợp với mình hay là không. Đừng để cho vật chất làm lóa mắt nhé. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài cản trở. Cái việc kiếm tiền của bạn lại trở nên rất chi là khó khăn. Vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa, nhưng vì bạn nhẹ dạ cả tin mà bạn tuổi Tuất có thể sẽ phải trả giá đắt, mất tiền hao của trong ngày đó. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, tình cảm rực rỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, mù quáng tin người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, tài lộc thất thoát. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, đường tình thăng hoa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, tiền bạc tổn hao. Phải đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt
từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù hợp, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi hợi, bạn đang có được quý nhân tam hợp nâng đỡ, cho nên cái con đường công danh, sự nghiệp, kể cả tình duyên của bạn rất chi là rực sáng, bạn có được tin vui tới tấp báo về nữa nhá. Và bạn tuổi hợi, bạn không cần phải lo lắng về những cái mâu thuẫn trước đó, tình yêu sẽ giúp cho bạn hóa giải mọi hiểu lầm. Bạn không nên chần chừ, hãy cứ thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan xuất hiện, và bạn mệnh tuổi hợi sẽ cần đến nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Đây là khoảng thời gian quan trọng để cho bạn tuổi hợi được cất nhắc lên cái vị trí cao hơn, và bạn đừng có bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời như thế này bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, công danh thăng tiến, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, tình yêu rực rỡ, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, tình cảm thăng hoa, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, có người mình thương, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, công việc ổn thỏa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và gặp lại.